Rồi này trên new free bni pi pang ba na ring but sang ni te je nun ta lai nai ko mai mo ma lai video mo kat lai lan la kan tok na hang nu bun sang sedik ta bu ra nai mit ba ta bu bu mo lai dap nang u lan cha tok na kong san ke kri nu bun sang ke nyepu wat kana pe la ta pu se mo nun nai bu kana mo tu at lau rai nai ko mai mom dung di e bu mo ta da et lang e bu kat lai ya lip lê tông lưng lòn la lê tông lưng van lê tlưng sang no bun prong hà nội dùng bạc gặp đẹp phun khá mệt vải nên ta lấy này đã ta lăng lại đặt học bình yên đi bằng prong ta chỉ bồi một bạc đẹp phun khá đẹp một cái nhú hàng cộ đẹp một cái nhú một thau cầm bú đẹp một nhú một thau lợn khu bố phun bù lần luôn ta lại trúc ra này nó nên là buồn sáng như lệ như lầm màu mặn lầm lờ đùa lần đùa pan gặp mệt kiện ôi cào rằng nhưng bạn là này như giờ gặp sự cố biến lớn tại Hà Nội nó như lệ xăm đoạn này trong bộ không hiếm bạn lệ ca bộ mẫu tương đối này clip trụ giả clip nó nè lệ trong này đang trụ gật lấy lợn là nỗi buồn sáng hàng công ná lệ trong hàng công ty dù rất là lớn dùa đặc biệt mừng lấy nhiều bật hậu về lăng lê tông bật hậu yêu cầm đi buồn sang prayed lê lê tông luôn ta sĩ lần nào buồn sang nên mùa này là có mày cảm đa rạt lại luôn lòng mày bị tao bạn đi tao bảo play bị xem lăng play một lên đấy chỉ là new free bộ học để thằng mùng ô tôm biết thằng nào buồn sang lại phải học lên trả lại nào lại ta ta gặp thằng mùng mệt vã xét nick luôn nuôi đoạn về có mày đoạn về mày cái học có đôi bởi cái bộ ô lại trúc phải này lần chặt Việt Nam nên bị lệ của mày xăm mỡ này bố hiếc gọt lại mày màu video màu rút lết lệ trúc tương bày của mày trả thêm lần mất dưa gất lệ mày màu bình tài ngàn tù mạ bọ răm nạ buồn sàng của mày tà bù ra này vất doan cả Hà Nội lê vất cả Hà Nội miền Bắc lê vất cả Hà Nội Tài Nguyên tập ngữ lũ buồn sàng tà cung cấp được thông tin của mày mày màu mạ phi phạm nói mày màu mạ thông tin nó cập nhật nó các mày tìm đã đi đưa đạo mày phải học gặp phải mông mệt vả mày gặp phải học mà đôi mày thầm rút bỏ một năn bỏ một bố ô nhưng bạn mày một lại hình gặp phải mông lại nên vừa cất thầy gặp phải mông mất cất lại rằng mạng lần này rồi này ta mạng lần rồi kì mạng lần rồi đi phải dự lần lên ta lên đi dìm nuôi rồi đi lúc ta đang mơ đạo buồn sáng đi cả ăn mày mò pi mà tư mà rạm ai đang nhận sát tư mà rạm mơi cả mày bỏ pi của mày vừa cất lại nuk ta này nuk ta mạo phạm hàng lại ngin mệt vả hiếm bạ đang nhạc lại bà đi tâm châu nhạc cục na nhạc giặt nhạc prung nạ buồn sang đi gà ta không bụi đi tâm châu bình duẩn gì tâm châu bình duẩn mạng cự mỗi dạ phi phẳng duẩn lại 10 năm thông tin phi phẳng ấy nên vả nên này đang lại một lần cả anh ấy bị đắc nông ở cất lấy xử lý tranh chấp đất đai nên ở Đắk Nông là những bạn mười một mẹ cô cả đi Đắk Nông công cấp của mày mà vừa cất lại vừa luôn nuôi đã buồn sàng thập ngư vật cái duẩn các bộ kiện úc đáng cộng sản nhớ trả lời kiện kri nghĩa sát nuôi đã buồn sàng năm vạn năm mày về xem mừng biệt lấy video này động người dân tự giác trả đất tháo dỡ công trình chưa hiệu quả theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Nông thì đất rừng dọc quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Sơn chủ yếu là rừng thông. Năm 2016 được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nguyên Vũ quản lý khai thác nhựa thông, trồng bơ, trồng và chăm sóc rừng trồng. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, chưa đến 2 năm, rừng thông bị khô chết, đất rừng tại lâm phần của công ty này bị cắt xén và bán trái phép. Bởi khu rừng là lại công ty mạng sĩ lên, trong một công ty lấy chính phí phạm tình yêu sản phẩm. Nên lần nào buồn sáng lên lần nhiều mà nhiều bệ thao mà nét nhập lời các tỉnh công lòng đấy lại tỉnh Đắk Nông nhập lời các nào buồn sáng đu đàm lề nó lại tôi mới mực như đạn lề bố phun lần mà gần một tòa hết làm sợ bố gia đình lại
nhiều bụi nhiều prey cứ prắc lên nó tao lao triệu năm 2007 trâu mong nó trâu bên trong đột hồn này lao triệu là nhiều cung cấp giống lê tưng dư mà bro lê thập kê khun là lại mò tua sẽ tua sau là tua sau lại mò mò sẽ hết là có su mong plung như lại prey nạo buồn sang đào tạo công ăn việc làm cho người dân trọi cao su lê tường mạng đặt su sĩ không nào nào lời nào buồn sang cái nào kèm phun đôi chứ lê prak liền mò mò lê prak rơi nó bong mò mò lo như thế mạng lần nào buồn sang đấy bồi xong nào buồn sang bồi như nó trong say nữa yêu buồn nào buồn sang ôm biết tầm nhớ kỹ hạ đấy bồi bởi kỹ hạ này là gì một cái kỹ hạ là lần gì lần tàng nó là này nhưng bạn nhu prey nuôi buồn sang ra lại trúc cho bà su bà ya rau phân này thì nhu pi lò nhà nước pi lò công ty chứ lò tơ cơ prong cơ su nữa chứ bà mạ prọ po sang đâu mạ prọ một thuật hún lò thun kèm nún kẹo loại á này là mạ prọ bộ chất lượng ui như lệ thằng một tắc ú thế bồi nhá này lại bộ mò đại một đứa cái nòng prey chồng nuôi một con nữa cứ po sang nó lại cứ nhắm bậy chờ bữa này lần lần mới này mỗi bậc càng ta bụi đoạn sủi như lệ đưa ra ấy phạ sủi nó lại phải tài sản có nhớ nhà nước ấy sốt lập hiện mùi cú pre như nghe như lệ mới pre ấy nghe lại bồ nào bồ tháo đạt ú có sủi một sủi pre nuôi con lại cào có sủi này chăm sóc có sủi này như lệ buồn con nào buồn sang bồ tháo nghe đâu ta vừa hạ kỵ này hợp đồng này pre lần này mong sa thôn tua thôn lao thôn tụ lần ít như lại tụ lại tụ ngạn sắm mẹ thôn bắn áp và su prong này mong lần bây giờ lần ít ta lần của nhà nước nhưng bạn lại để ít lăng mình phá như cao mà lại này đã bổ được ngót cả nã tinh buồn sang đây đây cả lệ lục của dân lời ta mình hàng lại bạn về mãi ta mình thắp bây giờ dân lên như lụi như lệ đào tạo công nhân việc làm cái ý lệ bây giờ như đối đại ô nhu mô một đích như lệ như càng bạn lật lại mình vào lần hạn này bị bộ vệ cơ là nhu ngạn ấy từ đây nhập lưu prak từ đây nhập lưu pre từ nhập lưu cần xin đấy ít lăng ấy cứ nhu lại đơn bây giờ nhập lưu đôi tay kỹ nhu mô một đích như lệ zoom xét lần mức cơ là mình đã là lấy điều này để xem lăng tương mình vào nga ta từ đầu tháng 3 2022 Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức một đợt cưỡng chế một số hộ dân lấn chiếm vi phạm và đây là đợt cưỡng chế thứ hai kéo dài hơn một tuần. Trước khi cưỡng chế, chính quyền đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm, trong đó 35 trường hợp tự nguyện tháo dỡ khắc phục. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp cố tình không chấp hành. Trong quá trình cưỡng chế, một số trường hợp thuộc diện bị cưỡng chế xin lùi thời hạn tự nguyện di dời tài sản ra khỏi nơi vi phạm. Tuy nhiên, đoàn cưỡng chế kiên quyết triển khai vì đã nhiều lần vận động thuyết phục bất thành. Sau các đợt cưỡng chế này, để không tái diễn tình trạng lấn chiếm đất rừng như trước đây, chính quyền huyện Đắk Long đã có những cam kết và biện pháp quản lý triệt để hơn. Đợt này chúng tôi cưỡng chế 35,41 ha và cưỡng chế đến thửa đất nào, diện tích đất nào thì chúng tôi ngay lập tức là bây giờ sẽ cho lớn nhất là nhiều nghĩa cả nạn buồn sàng đề gà đá vật cớ doan cái nhiều pô nhiều nghệ doan nhân năng giờ doan như lệ nhiều màu bằng prắc con nó nạp có nhiều pô này bữa nạn buồn sàng đề gà đó tôi có mời rồi lưu vật hà này có số nạp có số nhiều lần là lần ta xăm trúc có số mà bằng lau thôn bữa nạp bởi dự lần ta bởi dự số ta có số nhiều giờ nhu càng kẹo loại y lệ như lệ em ạ bọ bò dập tôi chuẩn ô thế bây giờ lệ tăng em bò mò ham ham a bò mò bằng cấp sẽ tùy mạ bọ cao su lần này nào buồn sang đã bắt đầu lệ cái này rằng ta gì gì cũng tài lần lúc lệ tăng nào kẹo ta sang tụ là ngạ cần mỏng bởi nhu mạ lần nhưng bạc kỳ nhật đợi cao su như phai cao su như sĩ lần phá công ty này công ty đi tâm sĩ hàng trăm triệu hàng tỷ thậm chí hàng tỷ nó biết như sĩ là một sào cái mùi cứ ta pô lần ta pô ta pô đi sĩ bình nhu lại để sĩ mùi cứ ta ép cả là nhu ép kỹ lấy bây giờ ép giao quyền cái nhu lấy giao quyền cái nhu ép là cái su ép chừng lần ép giao cái nhu ép một tháo nhu chi bây giờ nó như chi hiếm bạc
đất đã bàn giao cho nhà nước trồng cao su, đúng chưa? Người dân bảo vệ, người dân chăm sóc như lễ buổi vậy. Người dân bảo vệ, người dân chăm sóc kẹo là pì người dân bảo vệ chăm sóc nên như vậy nhập kẹo đoái cự người dân lần bộ kẹo ta về bom con lại như lễ sĩ đất này giàu sang nhiều quan lại sĩ thầu mà phạm đúng không? Lại luôn luôn đuôi nào buồn sáng đây cả là rất lùn cái chuyện này. Nên mời bạn về đồng nhân mệt và đã tình buồn sáng khắp những á lại một chữ lại lệ. Trên New Free, bên đi bang tại Sầm Lăng, tôi đã bị hụt mơ của mày lê cả một đồng nôm là cả một dạp ô có thể bình luận với cô. Lê tông phê tại cả phá lúc nữa nào buồn sẵn để gà đọc về răng nút thùm là nấy lần là đã bị lệ cho tao được dê là khởi dân ngạ. Dân phương nịch, bây giờ dân nhập về tôi cần xin nhau bạp cái bây giờ dân phê rù ngọt như kẹn dù mộ. Dân nhờ mô dù cái mô một đích sở. Dân Hà Nội nụ đoà. Nên trên New Free, bên đi buồn sẵn khắp yên.